Lễ cúng tổ tiên của người Lô Lô ở xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang là di sản văn hóa phi vật thể đã được nhà nước công nhận. Lễ cúng tổ tiên là một trong những sinh hoạt thuộc các nghi lễ vòng đời của người Lô Lô, mang tính giáo dục cộng đồng, hướng tới nguồn cội, biết ơn tổ tiên, giáo dục đạo lý, uống nước, nhớ nguồn. Đây là một nghi lễ cổ truyền quan trọng nhất, lớn nhất và không thể thiếu trong năm của người đồng bào Lô Lô Đen, thường được tổ chức vào ngày 25 tháng 7 âm lịch. Trong lễ cúng, thầy cúng sẽ tiến hành nghi lễ hiến tế rồi đọc bài khấn để mời tổ tiên về dự lễ. Người Lô Lô sẽ mặc những bộ quần áo đẹp nhất trong ngày lễ trọng đại này. Sau nghi thức cúng bàn thờ tổ tiên, dân làng sẽ cùng hòa mình trong những điệu múa khúc hát của người Lô Lô. Trong lễ hội năm 2023, bàn còn tổ chức thi thể thao, trình diễn trang phục dân tộc và ấn tượng nhất là mời người Lô Lô ở nước bạn Trung Quốc sang giao lưu. Mời các bạn cùng thưởng thức một số hoạt động trong lễ hội này. Quý vị hãy cùng xem người vụ ao ăn lô uống nước sông suối để sống thì họ sẽ khỏe mạnh như thế nào nha. Ô quý vị là sẵn sàng chưa? 1, 2, 3. Hãy nhớ ghé thăm lễ hội bản Lô Lô nhé bạn!